Thân mến, chào mừng các bạn trở lại kênh Học Tiếng Anh Phổ Thông cùng Mr. Long Lee. Chúng ta tiếp tục với các video của Unit 6 và bây giờ chúng ta đã sang phần Reading của phần Test Yourself B rồi các bạn ha. Vậy thì cái phần Listening chúng ta cũng đã vừa làm xong. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với cái phần này. Phần này cũng là 2,5 điểm. Một 4 phần, mỗi phần 2,5 cộng là 10 điểm đó các bạn. Bài đọc của chúng ta ngày hôm nay ấy, là người ta đề nghị mình là đọc một cái bài văn, một cái đoạn văn rất là ngắn ở dưới đây. Rồi sau đó xem câu nào đúng chọn T, câu nào sai chọn F. Đây. Và nha, đúng là T, sai là F. Rồi T là viết tắt như nào, là đúng viết tắt nào là các bạn biết rồi. Đó, ok. True, false, ok. Rồi, bây giờ mình giúp các bạn đọc hiểu nha. Thực ra đây là phần test yourself, cho nên mình chỉ giúp các bạn đọc hiểu thôi, chứ không cần phải đọc ra thành tiếng nữa các bạn ha. Bởi vì đây là phần là chúng ta đang đi thi, chúng ta đọc hiểu để chúng ta trả lời các bạn nha. Rồi, chúng ta xem. Nhiều người ở Mỹ bây giờ, hoặc là các bạn dịch bây giờ trước cũng được. Bây giờ nhiều người ở Mỹ nghĩ rằng các giáo viên đã cho học sinh quá nhiều bài tập về nhà. Đó, bây giờ người ta nghĩ như vậy. Họ nói rằng không cần thiết cho những đứa trẻ để làm bài tập về nhà trong thời gian rảnh của chúng. Như vậy là cái việc làm bài tập về nhà trong thời gian rảnh của những đứa trẻ đó thì không cần thiết. Đối với nhiều người ở Mỹ, người ta cho là như vậy. Hơn nữa, họ đồng ý rằng nhiều giáo viên đã không đưa những kế hoạch cho những bài tập về nhà một cách đúng đắn. Có nghĩa là những giáo viên đã cho những cái bài tập về nhà một cách không có đúng. Đó các bạn nha, không đúng. Không làm một cách đúng đắn thì chúng ta dịch là làm đúng không đúng các bạn nha. Cho bài tập về nhà không đúng. Bởi vì sao? Họ đã cho học sinh, cái chỗ này là ta dịch cả câu này luôn chứ không phải bởi nữa các bạn nha. Đây, cả cái câu này này, từ chỗ này chúng ta dịch chỗ này này. Tuy nhiên vân hơn nữa này, họ đồng ý rằng nhiều giáo viên đã cho các bài tập về nhà cho học sinh của họ làm một cách không có đúng đắn. Và kết quả là sao? Nhiều học sinh phải lặp lại những cái bài tập mà họ, những cái bài tập này, đây là thay thế những bài tập này mà họ đã làm tại trường rồi. Đó, kết quả là những nhiều học sinh đã làm là lặp lại những cái bài tập mà họ đã làm tại trường rồi. Đó các bạn nha. Cái cách mà người ta sử dụng quan hệ từ này, vừa đại từ quan hệ này, đó, rồi liên từ này rất là hay các bạn để ý nha. Cái cách người ta dùng đó để sau này các bạn học tập, để các bạn luyện viết nha. Là kết quả là rằng sao? Nhiều học sinh đã lặp lại những bài tập mà chính những cái bài tập này mà họ đã làm nó tại trường rồi. Đó, cái cách người ta dùng rất là hay nha. Và hầu hết nhiều người sao các bạn? Nhiều người đồng ý rằng bài tập về nhà là không có công bằng, là không có đúng đắn, là không có công bằng, không đúng đắn. Chúng ta dịch kiểu nào cũng được, không đúng đắn hoặc không công bằng cũng được. Chúng ta hiểu cái văn của người ta, hiểu là dịch này chuyển tả cho chúng ta là cái thông điệp là như vậy, là không công bằng. Bởi vì sao? Người ta lý giải thế này. Một học sinh, người mà có thể làm bài tập về nhà của anh ta trong một cái phòng thoải mái và yên lặng, thì sao các bạn? Có vị thế tốt hơn nhiều so với một học sinh, người phải làm bài tập về nhà của anh ta trong một cái phòng ồn ào và nhỏ với cái tivi đang mở lên. Các bạn hiểu cái cách người ta đang nói chỗ này không? Có nghĩa là cho bài tập về nhà thì nó cũng không công bằng, bởi vì có nhiều bạn học sinh có những cái điều kiện thoải mái hơn, gia đình kinh tế khá giả hơn, đang ở trong những cái phòng rất là tiện nghi, yên lặng, thoải mái thì thuận lợi hơn, tốt hơn những bạn mà phải ở trong những nhà trọ, những căn hộ chật hẹp, ở ngoài thì mở tivi, ở trong thì làm bài tập thì không có được tập trung nữa các bạn. Ý là người ta viết được theo kiểu như vậy đó, cái cách người ta chuyển tải chúng ta là như thế. Rồi, như vậy là cái bài đọc này thì rất là dễ đúng không các bạn? Thì từ cái dễ đó thì những câu hỏi thì nó cũng chẳng bao giờ khó đâu các bạn ơi. Khi bài đọc dễ như vậy thì những cái câu hỏi thì quá đơn giản cho chúng ta. Ví dụ câu thứ nhất này các bạn này, đúng hay sai này nha. Nhiều học sinh không được cho nhiều bài tập về nhà, tại nhà. Hoàn toàn sai đúng các bạn. Trong bài nó rất rõ rồi. Thì nhiều học sinh được cho nhiều bài tập về nhà, đúng không nào? Đó, trong bài là phụ huynh, các bậc bố mẹ, các bậc cha mẹ thì không có hài lòng chỗ đó. Và người ta nghĩ là như thế là không tốt, không công bằng, không cần thiết. Câu 2. Các bạn nhìn đây.
không cần thiết này cho học sinh để làm tại nhà, làm việc tại nhà trong thời gian rảnh của họ. Có nghĩa là không cần thiết cho học sinh để họ làm bài tập về nhà tại nhà của họ đó. Trong cái thời gian rảnh khi về nhà rồi mà còn làm nữa thì đó là thời gian rảnh của họ thì không cần thiết. Đó là quan điểm của bố các bậc phụ huynh đều sao các bạn? Là cần thiết chứ, xin lỗi các bạn. Xin lỗi các bạn, mình đang mải mê nghĩ cái điều gì đó mình quên tập trung đi. Sẽ là cần thiết. Sẽ là cần thiết, rất cần thiết cho học sinh để làm bài tập về nhà trong thời gian rảnh của họ, hoàn toàn sai đúng các bạn. Thầy quên để ý chữ này. Chữ này là cần thiết các bạn nha, chứ không phải là có tiền tố ăn rồi. Nếu có ăn ở trước thì nó là không cần thiết rồi. Đó, ok các bạn nha. Rồi vậy là câu thứ hai là tiếp tục là sai ha. Trong bài là người ta không cần thiết này. Đây các bạn nha. Đó, các bạn thấy tiền tố chưa? Đó. Ok, là không cần thiết nha. Rồi, đó là câu thứ hai. Hai câu đầu đều sai các bạn ha. Bây giờ chúng ta chuyển sang câu 3 xem đúng hay sai nha. Câu 3 chúng ta này. Cái bài tập về nhà của học sinh là không được chuẩn bị đúng cách này. Này, đúng cách này. Không được chuẩn bị đúng cách bởi các giáo viên. Hoàn toàn đúng, trong bài có nói rồi đúng các bạn. Đây nè, không được chuẩn bị đúng cách bởi các giáo viên này. Đó, họ nhiều người đồng ý hơn nữa, họ đồng ý rằng là nhiều giáo viên đã cho bài tập về nhà không đúng cách cho học viên của họ làm đó, cho học sinh của họ làm đó. Nhưng các bạn nhớ chữ đúng cách này nha. Đó, chữ này rất là quan trọng nha. Rồi, ok. Đó là câu số 3. Bây giờ câu số 4. Nhiều học sinh không phải lặp lại, nhiều học sinh không phải lặp lại những bài tập mà họ đã làm ở trên trường rồi, trên lớp rồi. Nhiều học sinh đã không phải lặp lại những bài tập mà họ đã làm rồi. Câu này đúng hay sai các bạn? Hoàn toàn sai đúng không? Trong này nè, đây trong bài này các bạn này nhìn đây nha. Trong bài này. Đây. Đây các bạn nhìn đây nha. Kết quả là sao các bạn? Nhiều học sinh phải lặp lại những bài tập mà họ đã làm ở trên lớp rồi, trên trường rồi. Mà trong này bảo là sao? Nhiều học sinh đã không phải lặp lại những bài tập mà họ đã làm ở trên lớp rồi. Thì câu này hoàn toàn sai. Đúng các bạn? Đó, nhìn vô chúng ta thấy sai liền. Đúng không? Có phủ định này, do not này. Ok. Rồi, đó là câu số 4. Câu cuối cùng. Nhiều người nghĩ rằng bài tập về nhà là không công bằng. Này, không công bằng là không công bằng, chắc chắn chính xác đúng không? Đó, trong bài chúng ta được nói rất rõ đúng không? Nhiều người nghĩ rằng là bài tập về nhà là không công bằng này các bạn nè. Đây. Này các bạn nhìn đây nha. Nhiều. Đây, ok. Đó, vừa dịch xong cho các bạn ha. Rồi, hy vọng các bạn bài tập luyện đọc tới đây cũng là vân cái bài thi phần đọc này cũng nhanh thôi. Hết rồi các bạn ha. Hy vọng các bạn thấy cái video này có ích cho các bạn và các bạn tiếp tục nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh để các bạn đón nhận thêm nhiều video hay các bạn ha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nhé. Hẹn các bạn ở video tiếp theo. Chào các bạn.